Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa tức Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh tối thượng thừa Phật giáo. Nên khi Đức Phật thuyết kinh này, những vị thiếu căn cơ đều tự động rút lui khỏi pháp hội. Yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, quy hướng vào nhất thừa vô thượng. Phật dùng nhiều dẫn dụ để khuyến hóa chúng sanh. Người cư sĩ Phật tử trì tụng kinh này phải phát tâm đại thừa, cầu Bồ Tát đạo để đạt được quả vị Phật thừa. Trên đây chỉ là khái niệm một vài bộ kinh thường tụng. Mỗi chữ mỗi câu trong các kinh đều có ý nghĩa cao siêu, thâm thâm vi diệu. Muốn thông hiểu phải gia tâm tìm học, và học để mà hành trì, chứ không phải để khoe khoang lè đời, cổng cao ngã mạn, hoặc giả không thành tâm mà chỉ muốn tỏ ra mình đã tụng kinh niệm Phật, mà đời sống phạm hạnh không có, thu kẻ thế gian thường tình, thì chỉ bị mất.